Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hòa Ma Chủ. Lòng Chí đưa cho Niệm Băng một tấm thẻ tham dự giải đấu Tân Duệ Ma Pháp Sư. Chữ được viết trên đó đại diện cho xếp hạng của cùng hội mùa thi đấu trước. Mỗi đế quốc đều sẽ phái hai người tham gia. Mỗi bên sẽ cử một người đại diện cho băng nguyệt đế quốc. Vì nhiều lần nào dự thi công hội cũng chỉ làm nền cho băng thần tháp. Cuộc thi quy định chỉ có các ma pháp sư dưới 25 tuổi mới được tham gia. Vậy nên Lòng Chí hy vọng rằng Niệm Băng có thể làm cho công hội đừng nở mày, nở mặt. Lòng Chí đưa cho Niệm Băng một quyển trục không gian có thể dẫn thẳng tới cửa sau của công hội. Ông muốn hắn dùng nó rồi mau chóng rời khỏi đây. Niệm Băng cảm ơn rồi đi tới lò gen của phượng nữ. Trên đường đi cảm nhận được có một luồng ma pháp dao động cực mạnh ở xung quanh. Tò mò tiến tới xem thì phát hiện ra có một thiếu nữ tên là Hy Vân đang sử dụng ma pháp triệu hồi sau một con bò sữa tên là Đạm Đạm. Bị Hy Vân phát hiện, Niệm Băng tiến tới giải thích mình chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Cảm nhận được thấy sự dao động của ma pháp quá mạnh nên mới qua đây xem thử. Hy Vân là một triệu hoán ma pháp sư, nàng ta từng được phụ thân nhắc nhở rằng nếu như có ai đó nhận ra thân phận của nàng thì tuyệt đối không được để cho kẻ đó sống. Tuy thú cưng cũng có chút bản lĩnh, vậy nhưng may thay là Hy Vân vẫn chưa có thú cưng nào biết đánh người cả, nên dù nàng có muốn đánh thắng Niệm Băng đi chăng nữa thì cũng chẳng dễ dàng gì. Cô bé này đã rất đói bụng, vì lẻn ra ngoài nên trên người không có tiền. Mấy ngày hôm nay, nàng đều uống sữa bò của Đạm Đạm để cứu đói. Nghe vậy, Niệm Băng liền cảm thấy con bò này không tầm thường chút nào. Vậy nhưng không ngờ rằng, vì một phút lơ là cảnh giác với vẻ bề ngoài ngây thơ kia mà Niệm Băng đã bị Đạm Đạm tung đòn thể hiện hất văng ra xa. Từ đằng sau con bò xuất hiện một ảo ảnh ma pháp, nó liên tục xuất những quả cầu về phía Niệm Băng. Niệm Băng nhanh tay dùng trục ma pháp tạo ra bức tường băng chống đỡ lại, vậy nhưng không ngờ ma pháp của Đạm Đạm có thể phá vỡ được bức tường băng này. Biết được Niệm Băng là ma pháp sư nên Hy Vân càng phải diệt khẩu hắn để tránh tai họa sau này. Linh thú liên tục xuất cầu sữa tấn công, Niệm Băng lại xuất tử viêm thuật đón đỡ rồi nhanh tay tung mũi tên băng công kích. Cô bé thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy, Niệm Băng đuổi theo chặn lại. Sau một hồi nói chuyện thì hắn cũng biết được Hy Vân chưa bao giờ động thủ với bất kỳ ai. Đây là lần đầu tiên nàng đánh nhau với người lạ. Thấy bản nãy cô nàng than đói bụng nên hắn yêu cầu nàng thu hồi con bò đó lại. Sau đó hắn sẽ nấu cho nàng ăn một món còn ngon hơn sữa bò của Đạm Đạm. Hy Vân thu hồi Đạm Đạm rồi đi theo làm nũng. Vì quá đói bụng mà cả hai chân đã mềm nhũn không đi nổi nữa. Cô bé bắt Niệm Băng cõng mình cho bằng được, nếu không sẽ triệu hồi Đạm Đạm rồi cưỡi nó đi khắp nơi. Niệm Băng nghe vậy liền phải chiều theo ý cô nhóc. Về phía phượng nữ, nàng ta lúc này đang đứng trước bàn thờ của sư phụ tưởng niệm lại mọi chuyện trước đây. 30 năm về trước, có một người thợ rèn tự xưng là rèn vũ khí cho gia tộc của phượng nữ. Vậy nhưng nào ngờ, hắn lại học lầm tuyệt học cửu lý đấu khí của phượng tộc. Người đó không ai khác, chính là sư phụ của nàng, Hòa Thiền. Ông giải thích rằng chỉ muốn nâng cao kỹ thuật rèn của mình. Những ngọn lửa bình thường hoàn toàn không thể tạo ra những bảo vật quý hiếm được. Vậy nên chỉ có cửu ly đấu khí của phượng tộc mới có thể làm được. Nghe Hoa Thiên nói xong, phượng nữ tức giận liền vung kiếm lao vào tấn công. Thế nhưng lại bị ông hất văng ra xa. Hoa Thiên muốn phượng nữ đợi thêm một chút nữa rồi sẽ chuyển hết toàn bộ kiến thức của ông cho nàng, bù đắp lại những lỗi lầm mà ông đã phạm phải. Cả đời của Hoa Thiên chưa có đồ đệ nào là vì ông biết không thể truyền cửu ly đấu khí của phượng tộc cho người khác. Hoa Thiên biết mệnh mình đã hết, vậy nhưng vì thực sự không nỡ để kỹ nghệ rèn đúc biến mất khỏi thế gian. Nếu như có thể truyền lại cho phượng nữ thì cũng coi như là tạo phúc cho cả đại lục này. Phượng nữ kế thừa kỹ nghệ của ông thì cũng coi như cửu ly đấu khí được trở về với chủ cũ. Hoa Thiên dùng hết sức lực còn lại để đúc cho xong thanh kiếm của phượng nữ. Mỗi một búa đều ở chính xác cùng một chỗ. Hơn nữa, lực đập cũng như một, quả không hổ danh là thợ rèn đệ nhất thiên hạ. Sau khi đúc thành hình thanh kiếm xong thì ông cũng lao vào biển lửa, đây chính là hy sinh vì kỹ nghệ. Khi phượng nữ ra mở cửa thì nhìn thấy Hy Vân, Niệm Băng nói tiểu cô nương này vô tình nhặt được ở trên đường nên nàng ta đến đây luôn. Cô bé đem mọi chuyện kể lại, may mắn lần này gặp được Niệm Băng. Hắn còn bảo đến đây sẽ nấu đồ ăn ngon cho mình. Niệm Băng nhanh chóng vào bếp, vậy nhưng đồ ăn ở đây toàn là rau củ, không có bất cứ miếng thịt nào cả. Hắn nói với phượng nữ rằng mình sắp phải rời khỏi băng tuyết thành. Đám người của băng thần tháp đã biết được thân phận của hắn nên chắc chắn sẽ tìm ra hắn nhanh thôi. Phượng nữ cũng cho biết mình từ lâu đã có ý định rời khỏi băng tuyết thành. Nơi này chẳng có gì để cho nàng luyến tiếc cả. Vậy nhưng bởi vì hắn nên nàng mới ở lại đây thêm một chút nữa. Khi nào đúc xong chính dương đao, nàng sẽ rời đi. Phượng nữ dự định sẽ đến đế quốc Lãng Mộc vì ở đó có thứ nàng cần tìm. Nếu sau này có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi. Tiếc là Niệm Bằng đã có hẹn sẽ đến đế quốc Áo Lan với một người bạn. Nếu không thì đã có thể đi cùng với mỹ nhân rồi.
Ăn cơm xong, Niệm Bằng dọn dẹp bát đũa, còn Hy Vân và Phượng Nữ thì ở ngoài nói chuyện. Cô bé vừa nhìn đã đoán được thân phận của Phượng Nữ là người của Phượng tộc. Điều này làm cho nàng ta đề phòng và tóm tay hỏi tại sao cô bé lại biết. Hy Vân vội vàng giải thích, cô nàng cảm nhận được Phượng Nữ có khí tức của Phượng tộc. Trước kia, phụ thân cũng từng đưa nàng đi tới Phượng tộc rồi. Sau khi nghe giải thích, Phượng Nữ liền nhận ra cô bé này chính là con gái của Long Triệu Hoán Sư Hy Lạp Đức. Triệu Hoán Sư Hy Lạp Đức là người có thiên phú nhất trong Bạch Nhân. Phụ thân của Hy Vân đúng là một thiên tài có thể luyện triệu hoán thuật tới trình độ như vậy. Một lúc sau, Hy Vân ngỏ ý xin Phượng Nữ đồ ăn cho đám linh thú của nàng. Từ trước tới giờ chúng chưa ăn gì cả, Phượng Nữ yêu cầu cô nàng triệu hồi hết ra đây đi. Mặc dù không có thịt, vậy nhưng lương thực cũng có rất nhiều. Con thú đầu tiên Hy Vân triệu hồi là một con sóc con tên là Điềm Điềm. Nó là con thú lười nhất, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn. Tiếp đó là một con cáo đỏ xinh tên là Nana. Con cáo này rất sàn, chỉ biết bắt nạt các linh thú khác. Còn tiếp theo là heo quan quan và bò sữa đạm đạm. Tất cả những linh thú này của Hy Vân đều được cha cô nuôi dưỡng, vậy nhưng chúng vẫn còn đang quá nhỏ, chưa thể hình thành. Niệm Băng đem lương thực ra cho đám linh thú ăn no nề, rồi cùng Phượng Nữ đi vào trong đúc chính dương đao. Nàng ta xuất cửu ly đấu khí bay lên không trung, nhóm lửa vào bên trong lò rèn, đốt cháy chính dương đao. Niệm Băng thì dùng băng pháp để ổn định lò rèn. Phượng Nữ nhanh chóng khảm bảo thạch vào trong chính dương đao. Còn một bước cuối cùng nữa là tầm máu của hắn và thành đào nữa mà thôi. Quá trình nhỏ máu nhận chủ nhanh chóng diễn ra. Chính dương đao giống như có linh, nó tạo ra một con hỏa long bay lên bầu trời. Bảo đao cấp bậc thần khí cuối cùng cũng ra đời.